Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 1-800-NEW-DOCTOR hoặc 714-898-0765. Dentalen là vòng mạch nha khoa lý tưởng của mọi lứa tuổi, 714-899-1212. Kinh nghiệm am tường và sức mạnh của AIG. Unity Bank chi nhánh Garden Grove, website unitybank.com. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm và luật sư Hoàng Ngô. Chúng tôi trở lại với quý vị qua chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-893-3264. Chúng tôi cũng chỉ có vài phút nữa là hết chương trình rồi. Thành ra, ok. Hello, chúng tôi nghe đây. Dạ, chào luật sư. Dạ, chào em. Chào chị. Tụi con đứng tên ba. Ủa, sao kì vậy? Tụi em đứng tên ba hay sao? Ba gì? Ba người hay sao? Hello. Dạ. Tụi em đứng tên ba anh chị em. Ba anh chị em trong một cái ngôi nhà. Yeah. Rồi câu hỏi sao? Nếu chị tắt TV thì luật sư Lâm nghe được. Mà bây giờ có một người em bị mất. Ok. Em tắt cái TV nha. Bây giờ ba người đứng tên. Bây giờ một trong ba người bị qua đời phải không? Dạ đúng rồi. Rồi một vậy thì tùy đời, theo. Thì bây giờ còn hai người thì tụi em phải làm giấy tờ như thế nào để mà hợp thức hóa cho còn hai người chị em còn lại đó ba luật sư. Tùy theo. Bây giờ đó phải coi cái giấy chủ quyền nhà, nó gọi là cái grand deed. Vậy thì ba người đứng dưới cái dạng nào? Nếu ba người đứng dưới dạng ba người đó có hai cách đứng. Cái đứng thứ nhất nó gọi là joint tenant. Joint tenant. Nếu đứng là joint tenant đó thì một người qua đời đó, hai người kia sẽ làm chủ cái nhà đó, mỗi người 50-50. Chỉ cần nộp cái giấy khai tử, nó gọi là Affidavit of Death of Joint Tenant với lại County Recorder, thì hai người đó có toàn quyền để mà bán chia cho gì đó. Còn nếu mà cách thứ hai đứng á, là Tenant in Common, mà mỗi người là one third, undivided interest one third, thì trong trường hợp cái người đó qua đời đó, thì không làm gì được hết, là phải trong trường hợp đó đó thì phải mở cái case probate thì hỏa chăng mới có thể bán được cái nhà đó. Dạ. Do đó cái vấn đề chính người em của con chết là có gia đình, có vợ với lại hai đứa con. Ok. Nhưng mà khi mà lập gia đình đó thì người vợ đã lấy cái tên ra khỏi cái tôi hiểu nhà. Bây giờ đó rồi không có quyền trong cái nhà đó, nhưng mà có liên quan gì tới hai đứa con không ạ bà? Em nghe kỹ nè. Nó doesn't matter là có vợ hay có con. Ok. Cái vấn đề quan trọng ở đây là trong cái giấy chủ quyền nhà đó, cái grand deed đó, hồi nãy tôi vừa mới nói, tôi lặp đi lặp lại là đứng, nếu đứng là joint tenant thì đó, cái người đó chết bất kể là người đó có vợ con hay thế nào, hai người kia by law sẽ đứng làm chủ. Đương nhiên nếu mà thương cái người vợ con người chết muốn chia cho họ là chuyện khác. Nhưng mà by law nếu đứng là joint tenant thì cái người đó chết chỉ cần nộp cái giấy khai tử người đó thì hai người kia 50-50. Còn đứng là tenant in common thì đương nhiên đó, cái 1/3 của người đó, nếu người đó chết đó thì vợ và con người đó đó có quyền ra tòa để xin hưởng một cái 1/3 đó, nhưng mà phải ra tòa chứ không phải là tự nhiên mà hưởng. Và cái 1/3 đó đó thì đương nhiên nó sẽ tùy theo là cái nhà đó được mua trước khi lấy vợ hay sau khi lấy vợ. Nếu trước khi lấy vợ thì người vợ được 1/1, và mấy người con, nếu là một người con thì vợ được phân nửa, con được phân nửa cái 1/3 đó. Còn nếu có hai hay nhiều hơn thì vợ được 1/3, các con được 2/3 cái 1/3 đó. Ok? Dạ. Ok. Bây thì... giờ tụi con muốn làm giấy tờ thì phải làm như thế nào luật sư để cho hợp thức hóa, mà trường hợp thứ hai đó, như vậy luật sư nói đó. Trường hợp thứ hai đó, do đó phải coi cái deed là đứng là tenant, nếu đứng là tenant common á thì phải gặp luật sư thôi, làm mở cái case probate thôi. Yeah. Không còn cách anh nào có hết. Chưa làm được phải không luật sư? Làm được. Nhưng mà phải mở case.
thì mất thời gian thôi. Ok. Dạ. Okay. Dạ, cảm ơn luật sư. Không có chị em. Dạ. Cảm ơn chị. Đến đây thì chúng ta được biết là chương trình đã mãn, thành ra chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Người Việt Luật Mỹ trong suốt giờ qua. Và tôi và luật sư Hoàng Ngô sẽ hẹn quý vị vào thứ tư tuần sau. Và từ đây tới đó thì chúng tôi, quý vị có những cái câu hỏi hay vấn đề thắc mắc, vấn đề luật pháp cần sự giúp đỡ thì có thể liên lạc với văn phòng chúng tôi qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 714-898-7579, 714-898-7579. Tôi, luật sư Hoàng Ngô và những luật sư khác trong văn phòng hy vọng có thể giúp đỡ quý vị về vấn đề luật pháp. Một lần nữa tôi nhắc là ngày mai thì chúng tôi sẽ có một cái buổi hội thảo Acacia Adult Services từ 6 giờ tới 8 giờ. Riêng những quý vị lớn tuổi nào mà cần chẳng hạn được chuyên chở đi bệnh viện mà thương bác sĩ mà miễn phí, hay là quý vị tật nguyền mà cần có phone miễn phí, thì quý vị nên đến sớm hơn là khoảng 5 giờ rưỡi. Thì lúc đó sẽ có cái những dịch vụ của cơ quan họ có thể giúp để cung cấp những cái dịch vụ miễn phí đó cho quý vị nha. Và một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị và kính tôi, luật sư Hoàng Ngô, tôi muốn chúc quý vị một tuần lễ vui vẻ. Cảm ơn luật sư Lâm tối nay, cảm ơn quý vị vừa vô với maybe ngày mai gặp quý vị ngày mai ở chỗ cái seminar đó. Cảm ơn.